Tác phẩm gửi về địa chỉ Phòng Văn nghệ Giải trí Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh, số 322 đường 30 tháng 4, thành phố Tây Ninh, hoặc địa chỉ email vannghệ.giải.tv11a@gmail.com. Ban tổ chức sẽ trao giải cho những tác phẩm được xem nhiều nhất dựa vào báo cáo Analytics của YouTube. Quyết định của ban tổ chức là quyết định cuối cùng.